À, cô bán nguyên ngày luôn. Cô bán nguyên ngày. Dạ. Bán chợ nổi hồi đó giờ mấy chục năm rồi. Dạ. Giờ chợ lên bờ, còn cô còn ở đây. Dạ. Vẫn còn bán hoài. Dạ. Thì mình bán ngon cho khách đàn ngay với ta quen. Dạ. Dạ là bà nuôi hai đứa cháu hay là bà phụ? Nuôi hai đứa cháu. Ờ, bà ba giờ nó học rồi, nó học năm nó học cấp ba. Bà ơi, con gửi hỗ trợ bà số tiền 400.000 để tiếp bà trong cuộc sống, lo mấy đứa cháu nha. Dạ. Cảm ơn đó, nuôi cha tôi nha. Hỗ trợ đẹp luôn. Dạ. Mấy người già. Chú 200 hỗ trợ chú tiếp chú trong cuộc sống nha. À, cảm ơn nha. Dạ. Còn nói gì nữa không? Dạ không, con gửi tặng chú cái này nè, nãy chuối nè, con mới mua mà chắc con ăn không hết, con gửi tặng chú nãy chuối luôn đi. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. À, tới cái chân của chú hình như là bị thương từ lúc nãy, là con gửi thay cho chú Đức gửi tặng cho cô 200. Chú Đức hả? Dạ, chú Đức ở Mỹ. Gửi tiếp cho cô trong cuộc sống 200.000 nha. Vậy cô cảm ơn chú Đức luôn nha. Cảm ơn con luôn nha. Dạ dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ đây là số tiền của chú Đức ở Mỹ á, gửi hỗ trợ cho bà con của mình. Gửi cho. Dạ. Mang ơn cậu nhiều nha. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. À, hiện tại là em đang có mặt ngay tại thị xã Ngã Năm của tỉnh Sóc Trăng nè cô chú. À, ở đây là một cái dòng sông, ngay chỗ đây có tới 5 ngã nha. À, buổi sáng hôm nay thì em đang đứng ngay chỗ một cái bến đò. Ở đây có mấy cô đưa đò chèo khách qua lại 5 ngã nè cô chú.
Đó, để em quay camera lại cho cô chú xem rõ cái khung cảnh xung quanh ở đây nha. Buổi sáng em thấy đây rất là đông và nhộn nhịp luôn. Và ngày trước ở bên kia là có một cái chợ nổi đó, cô chú đó. Và ngày nay thì chợ nổi không có nổi nữa rồi. Mấy cô nói là chợ nổi bây giờ lên bờ hả mấy cô? Giờ hết nổi hả cô? Lừ đừ hả cô? Chưa bị chìm. Ở đây có một cái đò cô này chở đâu ạ? 2, 4, 6, 6 người khách vừa qua đò. Đó. Đó. Để em quay camera lại nha. Không biết ở đây có khoảng bao nhiêu chiếc đò để hỏi mấy cô coi. Mấy cô ơi, ở đây là có khoảng bao nhiêu chiếc đò như thế này mấy cô? Bây giờ thì mọi người đi kênh chứ hồi đó có ba mấy năm quá trời luôn. Dạ. Đây đò nữa nè, cô Liên nè, dạ. Cô Liên chiếc đò nữa nè. Bây giờ là còn có 10 ha, chứ ngày xưa là 30 mấy lận. Dạ. Bây giờ con muốn đăng ký làm một chiếc đò con đưa về có được không? Con muốn đưa đò như thế này, con cũng muốn làm một chiếc xuồng như vậy, con đưa đò được không? Ủa? Là cái sinh tự nhiên mà. Dạ. Ai đó ra đây ngồi đưa đò quay con này vô luôn. Dạ. Cô chơi đò ngày xưa nè. Dạ. Hôm cục rồi nè. Ở đây là giờ cô nghỉ rồi hả cô? Nghỉ. Dạ. Quay lại khai lang thang không? Dạ biết. À hồi đó cô đưa cái kênh bạn khoai lang thang. Dạ. Lúc đó đi lang thang chưa có gặp đi lang thang, bây giờ gặp rồi có một cục. Dạ. Đỉnh thôi. Dạ. Ở ngay chỗ này có cái bảng chợ nổi nè cô chú. Ngày trước thì chợ nổi nằm bên cái nhánh sông bên đây nha. Đó. Nhưng mà hôm nay thì ở bên đây có cái kho và mấy cái ghe xuồng chợ nổi đều đậu cũng ở dưới sông cái ngã bên đây luôn, nhưng mà họ đã lên bờ và những cái kiosk trên bờ luôn rồi. Sau lưng những cái tiểu thương thì là những cái chiếc ghe đó. Giống như bây giờ là bán chợ nổi chứ không còn là chợ nổi ngã năm nhộn nhịp như ngày xưa nữa. Trong video hôm nay thì em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng đi tham quan chợ ngã năm Sóc Trăng nha. Nếu mà có thời gian thì em sẽ quay trở lại khu vực ở đây và nhờ mấy cô đưa qua bên khu vực chợ nổi á, quay một số cảnh ở bên chợ nổi cho cô chú xem. Tuy là chợ nổi không có còn như ngày trước nữa, nhưng mà cũng còn một số cô chú bán nước, cà phê hoặc là đồ ăn thức uống ở trên sông cũng khá là ít đó cô chú. Ngày xưa chợ nổi ngã năm thì nằm ở phường 1. Ở đây thì có tới 5 nhánh sông và chảy ra tới về 5 hướng đó, đó là về Cà Mau nè, về Vĩnh Quế, Long Mỹ, Thạnh Trị và Phụng Hiệp. Bây giờ là tầm hơn 7 giờ sáng rồi. Bây giờ tranh thủ cái khu chợ còn bà con đi đông vui nhộn nhịp ha. Mời cô chú mình cùng đi lên bờ tham quan chợ ngã năm với em nha. Rồi chào mấy cô nha. Chút xíu con có xuống đi chợ nổi thì quay lại. Dạ. Em tên gì? Dạ. Tên con hay là tên kênh YouTube? Em. Con tên Quân. Dạ. Trong cái kia tên gì? Tên kia là ống kính đó đây. Gì? Ống kính đó đây. Ống kính đó đây. Ống kính. Ống kính đó đây. Dạ. Ống kính đó đây. Dạ dạ. Con này lang thang. Dạ. Khoai lang. Đây là chị khoai lang. Khoai lang ta. Còn chị vô cái gì ra đây coi cái gì mà để mưu sinh cho nổi cả năm ta. Dạ. Cái nó đặt vô nó nói là đặt cái đó thì cái bóng cái đó coi là có để mưu sinh cho nổi nha năm. À đó, dạ. Vô rồi. Con cũng không biết nữa. Ừ. Mấy cô nói đây qua đò là mỗi người là khoảng 2.000. Dạ. Rồi chào mấy cô nha. Dạ. Rồi hiện tại là em đang đi ở trên khu vực chợ ngã năm trên bờ này cô chú. Hôm nay thì mời cô chú anh chị các bạn đi từ phía sau của chợ nha. Ở đây là khu vực phía sau chợ nè cô chú. Ngay góc đây bà con bán xung quanh con đường khu nhà lòng chợ ngã năm luôn. Giờ này là giờ em thấy khá là đông luôn nè. Hướng bên này là hướng xuống cái bờ kè. Hướng xuống bờ kè rồi
mình rẽ trái là đi về hướng chỗ mấy cô đưa đò lúc nãy. Ở đây thì có mấy chị mấy cô bán rau rồi đây nè. Phía bên đây là cây cầu ngã năm nha. Còn hôm nay thì mình đi từ phía sau chợ quay cảnh mấy cô bán cá, bán rau rồi. Rồi kết thúc đầu nhà lòng chợ là nơi mấy cô bán bánh nhân gian. Đó. Đây là cô chú, ở đây mấy cô bán rau củ, trái cây đồ. Đó, chào cô. Ở đây cô bán nhiều lắm. Ở đây cũng có chị bán dưa hấu, rồi mận. Đó. Cây vậy? Cây à? Bên đây mấy cô cũng có bán nè, giờ này cô này bán hết rồi sao nè. Giờ bán hết hả cô? Dạ có. Cô hình như là mình ra đây bán như vậy là lâu chưa cô? Lâu rồi cô. Dạ. Hôm nay thấy bà con đây bán quá trời đông vui luôn. Cô có bán bắp Mỹ nữa kìa. Rồi vừa rau củ vừa trái cây luôn. Mà bà không lo nói chuyện gì mà nó bán cũng vậy. Dạ. Nó bán lấy tiền với chú. Không có cười nghe, giao trước à. Không có cười. Chết rồi. Dạ. Cười múc múc thôi nha. Cười mím mím ra cô. Ừ. Nhìn nhỏng cái coi cho nhìn nó không có cười. Đây bên đây anh chị này cũng đang bán rau. Hả? Chế, dạ. Chút xíu nắng. Chút xíu nắng mình mới chơi dù ha anh. Dạ. Nhanh quá ha. Dạ. À, chợ này là đi trễ là bà con về hết rồi cô chú. Chợ thị xã mà mau tan ha chị. Dạ. À, bà con thấy bà con bán rất là đông luôn nè cô chú. Nhiều lắm luôn á. Ở đây ai cũng có cây dù ở sau lưng hết trơn á. Ở cô kia mới ra sao là đang đi tìm chỗ ngồi. Bây giờ hiện đại quá không, chơi máy ok luôn. Dạ. Đây có cá rô phi nữa nè, cải mần dưa. Em cảm ơn anh chị nha. Đây cá rô phi. Đây cá rô phi nước mặn hay gì nó màu sậm hả chị? Dạ. Cá phi này ở ngoài biển. Cá phi dùng nước biển. Dạ. Bởi dùng biển mà cá nó sẽ màu này nè cô chú. Bên đây là tắc chanh. Đó. Hột gà, hột vịt đồ đầy đủ luôn. Đó, bên đây chị bán cam. Dưa hấu 10.000 ký. Cô vừa đi bán rau. Không có chỗ ngồi hả cô? Bưng về dài mát mau. Dạ, con tưởng đâu cô hết chỗ ngồi rồi chứ. Dưa hấu cam. Cá mùa này được giá không chị? Lên giá rồi nha. Là hôm nay mình bán được nhiêu ký vậy chị? Ký cũng có 10.000. À. 3 ký nữa. Dạ. Hiện nay là lên được chút xíu rồi. Chợ này bán lên nó đâu có được. Dạ. Em cảm ơn nha. Thấy bà con bán đông vui quá trời luôn. Hai mua tiếp hai cái chanh nha. Ngồi ngoài đây cũng thoáng nữa. Đây bên đây cô có bán rau nhút nè.
cô này thì có bán khoai lang nấu hả? Dạ, hôm nay bán đảo không cô? Dạ. Được lắm mà cô. Dạ, thấy bà con mà nói bán được ai cũng cười là thấy cũng vui rồi. Dạ. Dạ. Đây là cơ nhãn lồng nè cô chú, rồi lá cách. Dạ. Lá cách thì mình ăn được nhiều món lắm. Bánh xèo, rồi thịt chôm. Rau sạch cua đâu có đủ gì đó. Dạ. Đó, giờ thấy rau sạch cua chưa? Dạ thấy. Đây có bông điên điển nữa nè cô chú. Đây cô ơi, bán bông điên điển thì lúc nào cũng phải đi chung bông súng mà cô. Dạ. Đây cô lạc bông súng nè. Thì cái này bông điên điển Thái hay bông điên thường hả cô? Thường luôn ha. Dạ. Nhưng mà nó nở rất là đẹp đó cô chú. Thấy bà con bán ngồi ở ngoài ha, rồi ai cũng có mớ rau bán gỗ gỗ vậy đó, nhìn thấy, thấy vui. Cảm ơn hai cô nha. Dạ. Đó, đây là bông súng màu trắng nè, bông súng chắc là có quanh năm luôn hả cô? Dạ. Dạ con ở dưới Tiền Giang. Dạ. Đó, dạy bên đây cũng có bán nữa nè cô chú. Bên đây thì có chị bán quần áo trên cái xe đẩy nè. Đó, bên đây thì chị bán khô. Ngày nào mình cũng bán đây luôn hả chị? Dạ. Khô có nhiều loại lắm nè cô chú. Khô cá sặc bổi, rồi cá mối, rồi cá chép, rồi cá chỉ vàng, cá khoai, khô mực luôn. Rồi có bán mắm nữa nè. Em cảm ơn nha chị. Đó, bên đây thì mấy cô bán nấm nữa nè, rồi đậu, rồi rau lang. Sáng giờ bán đảo không mấy cô? Dạ. Cô thì nói bán được, cô thì la bán ế. Cô bên đây có bán mắm nè cô chú, cho con xin quay chia sẻ bà con nha cô. Đây, mắm nè cô chú, mắm cá sặc, cá sặc nhà làm. À, đây cái keo mắm cá lóc hả cô? Dạ, nguyên keo mắm cá lóc luôn nè cô chú. Ở đây là ngó sen nè. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Cô bên đây thì đang lặt nấm rơm. Dạ. Ở chợ này là mấy bà con đi mua bên ngoài cái không có gửi xe. Dạ. Góp tiền chỗ rồi cô. À, tiền chỗ và dù riêng nữa. Dạ. Dạ, chỗ là 6.000, dù 5.000. Rồi tiền cơm 20.000. Tiền cơm ăn sáng. Dạ. Cô nói tiền cơm là về nhà ăn. Dạ. Cảm ơn nha cô. À, chị bên đây có bán cá điêu hồng, rồi cua biển nữa nè cô chú, rồi tôm nữa. Dạ. Có bà khía nữa hả chị? À đầy đủ luôn. Dạ. Đây là tôm sống luôn nè.
Dạ, có quá nhảy rồi. Chị Lao ơi nhảy ra mấy công lụm nữa. Ở đây là cua biển nè cô chú. Giặt chị ha, ba người nhốt liên đỏ quá trời luôn sao dạ. Út ơi. Bên đây chị có bán ba khía rồi cá lồng tông nữa nè. Đầu sú luôn. Dạ. Ăn gì chứ ai cá chạch quế luôn. Đây nguyên cái mâm ba khía nè cô chú. Đầu tôm hay là cá lồng tông, cá lồng tông mặn còi đó cả luôn. Cái ngồi em để chứ 40 đây. Đây có cá lồng tông nữa nè. Dạ chứ không phải là nó chết đâu. Ồ, cá lồng tông này mà về kho tấp mỡ ha chị. Ừ, quá ngon. Mỡ là nghe rất được. Dạ. Anh sẵn em mà nghe được chứ, phải chứ. Rồi. Em cảm ơn nha chị. Dạ không có chi em ơi. Dạ. Em mặn quá mà rồi mắt còn con. Có sớm mấy chầm nhanh. Bên đây có cô bán cá rô, cá lóc. Đây có hai cô bán cá. Cô cho con xin quay chia sẻ cho bà con nha cô. Dạ. Đây hai cô bán cá ngon quá, ngon luôn nè. Đây cô bên đây á thì cá rô với cá sặc nha, còn cô bên đây thì cá lóc với cá thắt lát. Có một cô màu hả? Dạ, cô đi chợ hả? Hai cô bán bông. Dạ. Đây nè cô chú. Cá này mình làm gì được mà ngon vậy cô? Dạ. Có mấy con cua đồng nữa nè cô chú. Đây cái thao cá sặc quá trời ngon luôn. Đó. Cái sặc này là mình bán được nhiêu ký đây cô? Dạ. Này mua về kho tiêu rồi ha. Cá rô mùa này thì nó hơi già chút xíu ha cô? Dạ. Dạ. Cá ngon quá nè cô chú ơi. Mãi vô, mãi vô. Cá ăn chị ơi, có cá lóc nè. Con cảm ơn nha cô. Chúc cô bán mau hết về sớm nha. Thầy chú lên tài nào vậy? Dạ con quay trên YouTube kênh ống kính đó đây. Dạ. Hai con cá lóc với một con cá trê trắng. Cá tê phi hả? Trăm ngàn ký. 400 gram. Ở đây có cô bán cá đồng nữa nè cô chú. Đó, cá lóc cá trê. Dạ. Cá trê đó tê vàng đồng luôn hả cô? Dạ. Rồi rau muống nè cô chú. À, đi tới đây là phía sau nhà lồng chợ Ngã Năm, cổng N2, cổng chính là cổng N1 á cô chú. Đây cô này thì bán vịt làm sẵn, gà vịt làm sẵn. Con vịt mình nhổ lông hơi lâu á cô. Dạ mà cô nhổ sạch bóng hết trơn nè cô chú. Dạ. Này nhổ bằng tay chứ không có nhổ được. Dạ. Đó. Vậy mà cô làm sạch bóng hết trơn luôn à. Này không biết mình lấy kem lọc mụn mình lọc được không cô? Không biết cái nào vậy. Dạ. Kem lọc mụn chắc lỡ luôn quá. Bán nhà giá tôi đây là biết. Dạ, con cảm ơn cô chú nha. Bên đây thì có bán mắm nữa nè cô chú. Mắm rồi dưa leo muối nữa. Dạ. Mắm, dưa leo. Đa số mắm ở đây bà con đều tự làm hết cô. Dạ. Nguyên xô mắm luôn. Cô mắm cá sặc là mình bán khoảng nhiêu ký cô? 60 à? Dạ. Ở đây mấy cô bán rẻ ha. Dạ. Cá lóc là 150 nha cô chú. Con cảm ơn cô nha.
giùm tao hộp bún nướng không? Phía trong đây thì cũng có những cái sạp mấy cô bán cá rồi rau củ ở trong nữa. Bây giờ em tranh thủ đi phía ngoài trước á, cô chú. Bên trong thì mình sẽ quay sau ha. Ở bên đây có chị bán đồ hải sản nè, ốc, sò đồ. Em chào chị. Chợ này bán đỡ không chị? Ăn ế quá anh ơi. Hơi chậm ha anh. Dạ. Không có chậm nó ế luôn. Ế luôn. Ở đây có sò lông nè. Rồi sò luôn. Con này là con sò đẹp hả ta? Không? Lụa đỏ. Lụa đỏ hả? Lụa đỏ. Dạ. Nó đỏ hơn. Nó bự hơn con lụa kia luôn. Đúng rồi. Dạ, này là lụa đỏ nè. Các bạn. Rồi nghêu. Rồi lụa, rồi sò huyết. Rồi con dọp. Rồi con hào nữa. Sữa, ngao dạ. Hai còi. Ngao hai còi nữa anh. Ngao hai còi là con nào anh? Đây là con ngao hai còi ha. Dạ. Ngao hai còi cái vỏ nó hơi sọc sọc. Còn lụa xanh. Dạ. Này sò lụa xanh. Bên con hồi nãy là sò lụa đỏ. Bên đây là con dọp, bên đây là con sò dẹo. Dạ. Dạ, sò huyết. Ở đây mà ai mà xuống chợ Ngã Năm mà muốn mua sò ốc và đồ nhậu là ra phía sau. Đi sáng sớm gặp anh chị. Ra cổng 2. Dạ, cổng 2 phía sau đó. Cảm ơn anh chị nha. Ở đây mấy chị bán rau, bông bí đâu nè, củ hoa. Bên đây thì có tôm, tôm sống luôn. Dạ, quay cái trả nhiêu chị? 1 triệu. Rồi, chút xíu cho em số tài khoản nha. Tôm quá là ngon luôn nè. Em cảm ơn nha chị. Đây bên này cô bán rau. Đó, phía bên kia thì gà vịt cũng cá luôn. Khu khúc này là đa số là bán cá đồ nhiều. Lên phía trước nữa thì mấy cô bán rau củ sẽ nhiều hơn. Đây là bán hai bên luôn nè cô chú. Ở đây thấy bà con không có cần phải gửi xe, bà con chạy theo con đường này cái mua luôn à. Chợ Ngã Năm hôm nay nhà lồng được làm rất là mới luôn. Có thể là em thấy bà Son mới sửa nhà lồng chợ Ngã Năm cách đây cũng vài năm à. Mà cách bố trí vừa hiện đại và vừa dùng quê á cô chú. Như mấy cô mà ngồi chầm hỏm bên ngoài nè là một cái phong cách mà chợ quê kiểu ngày xưa. Còn bên trong nhà lồng là cái phong cách hiện đại. Em rất là thích những cái khu chợ mà bán theo cái kiểu này. Bên đây thì chị này có bán lươn nè. Đó. Không ai làm vậy chứ. Chị không ai đi làm cá làm bán. Đây rau nhà luôn hả cô? Dạ. Đây là cô bán cái rau cần nước với lại là rau đắng đất, rau đắng biển. Rau đắng biển. Dạ. Cảm ơn cô. Bán là nhiều vậy hả? Ở đây là có chuột, cá thác lát, rồi lươn nữa. Bên chị bên kia thì làm gà, bán gà vịt. Ở đây như là có gắn nữa nè. Này là gắn bông súng hay gì chị? Gắn chung, dạ. Đây gắn chung nè cô chú, nguyên một bịch gắn chung luôn. Này, cua đồng. Ấy con gà dưỡng tơ đi. Mua gà chờ làm luôn hả chú?
đây luôn, quá trời nè cô chú. Tới đây thì thoáng hơn chút xíu ha, mình rẽ phải cái nữa là mấy cô bán nhiều lắm. Đây là cô bán cá lóc nuôi bè. Bán hơi chậm ha cô. Sao có cô thì hô bán được, có cô thì la bán chậm. Dạ, rất tùy theo mặt hàng. Dạ. Dạ. Bên đây thì cô chị này bán cá đói rồi cá lóc nữa. Cá lóc đồng luôn nè. Dạ. Đây có cá trê nữa nè. Dạ hôm nay không thả chị ơi. Đây là cá trê trắng nè các bạn. Cá lóc đồng. Cái đó hả? Cái đó chị lấy 35.000 đi, cái đồng nó 35.000. Dạ, em đăng lên YouTube. YouTube đang ăn nè. Dạ. 35. Đâu? Cô đó đang ăn hả? Quay có quánh chết luôn á. Bên đây chị này thì bán cá chốt, cá tôm, cá phi. Cà phê. Hả? Phi văng lưới hay là đổ vuông vậy? Phi vuông mua. Dạ. Ta ra văng, ta tắt vuông ra mình mua. Dạ. Đây cá chốt. Em cảm ơn nha chị. Chúc chị bán mau hết về sớm nha. Chúc mấy chị mấy cô bán nhanh nhanh hết nha. Để nắng tới nơi rồi. Mày đưa lên vô đất đi. Dạ. Mốt người ta kiếm chị mua cá nha. Chú này đi mua cá. Cá gì ăn cơm hay nhậu hay chú? Hả? Mua cá gì ăn cơm hay nhậu? Đàn ông mua cá thì phải nhậu mới được. Nhậu ha, hôm nay thứ sáu rồi. Ừ. Thứ sáu. Đâu lại quay vậy? Con ở Tiền Giang. Ừ, quay đi Tiền Giang đây là xúc chặt hơn xúc chặt. Dạ, mới thứ như được thôi bay. Dạ bay chú. Mới thứ sáu mà nhậu sớm rồi. Ở bên đây thì chị bán cá nâu, cá đuối nè cô chú, cá biển. Dạ. Cá vuông hả chị? Cá vuông không à, chị bán nói là cá vuông không à các bạn. Có cá chẽm nữa. À. Cá ngon không nè. Cá nâu. Này là vuông nhà hay là mình cân lại hả chị? Dạ. Ở đây bà con cũng vừa làm vuông mà vừa ruộng nữa hả chị? Rồi em cảm ơn anh chị nha. À, bên đây góc này có quán cà phê nè. Cô đi chợ. Bên đây thì cô này bán tôm sú với lại là nhái làm sẵn hả cô? Dạ. Cô đi bán mà có hai hậu vệ ngồi kế bên nè. Bên đây thì có tép đồng nè cô chú. Tép đồng, cá chốt. Cá chốt này có trứng luôn hả cô? Có trứng luôn nè. Đó. Dạ. Mùa này mà có tép này là ngon lắm nè. Ngồi lên coi. Để cho nó gửi về trong căn cho nó chỗ kia. Dạ. Mấy chị ngồi trong mát làm cá. Em cảm ơn nha mấy chị. Gà vịt. Tới đây là một cái ngã ba ấy, mình rẽ phải cô chú. Cái nhánh bên trái thì cũng có bà con bán nhưng mà hơi ít chút xíu.
Rẽ phải bên đây bà con bán nhiều nè. Giờ này nắng lên á. Khúc này bà con che dù trước rồi. Nữa. Ở đây, dạ, qua đây gặp chú mua nữa. Mọi người đẹp đó, dở mặt cho ta quay đây. Đến nhảy trên hình luôn. Dạ, chị bán nguyên dân cái bao hết luôn. Đẹp không nào, quay lên. Dạ. Dạ, ngã năm bà con ai cũng vui hết. Ngã năm luôn lên. Dạ. Ngã năm Sóc Trăng hả chú? Ngã năm đẹp luôn, quay dở mặt cho ta quay lên. Dạ. Ngã năm đẹp cái lắm. Chị này bán cá chốt nè. Rồi bán ếch nữa. Hết. Đi hả? Con ếch nó dần tươi luôn à. Ếch này ếch nuôi. Có chuột nữa nè. Có ếch gì nhậu ăn cơm chú? Cơm. Dạ. Cố ăn bẫy nữa. Dạ. Bên đây có mấy cô là bán cá sặc với cá chốt. Đầu tôm. Dạ. Đầu tôm hả cô? Ừ. Cô đang ngồi lặt đầu tôm nè. Dạ. Cái này đầu tôm không biết con tôm cái mình đâu rồi cái đầu mình bán hả cô? Cái mình xuất khẩu. Cái này là đầu tôm gì cô? Đầu tôm. Tôm sú hay là tôm gì? Tôm càng chứ sao tôm sú được cô? Dạ. Tôm sú cái đầu nhỏ xíu à. Dạ. Tôm càng. Vậy mình mua mấy này về mình nấu canh hả cô? Ừ. Con về con cháy. Cháy kho hoặc bằng nấu canh rồi nó ngọt ha. Nó canh cái màu nó đẹp đó. Dạ. Ủa con là gì vậy? Con ở đâu vậy? Là truyền hình hả? Dạ con quay YouTube. Cô bên đây bán, chị bên đây bán cá ngon nè, cá sặc, cá chốt. Cá đồng đó. Dạ. Ngon quá à. Cá này vừa làm khô hoặc là làm kho cũng ngon ha mấy cô. Dạ không mua anh. Cảm ơn nha cô. Dạ. Bên đây khúc bên đây có mấy cô bán gà vịt nữa nè. Quay gì đây em? Dạ quay cảnh chợ vô chợ ngã năm chút. À, mình đưa lên ra ngoài Hà Nội đâu nghe nước ngoài đâu nha. Dạ. Quý có thằng dù đội đội nóng này đội nay đang cho muốn dù đội nóng. À ủa hồi nãy thấy có chú kia đi gom mà hai ba chủ lần. Sao đây năm ngoài lận? Năm người cho thuê hả chú? Hai người nhưng mà không sao đây năm ngoài. Năm ngoài là sao? Sao? Nghĩa là cái chợ này tôi cho mướn vụ 5 năm rồi. À. Mới 3 năm rưỡi. Dạ, nhưng mà hai người cho thuê ha. Tại nãy thấy chú kia cũng đi dù, ở đây cũng dù. Bạn đưa mấy tôi lên dạ. Mà ra nước ngoài. Dạ. Trời, mướn vụ đội nóng đây bèo. Quá đẹp luôn. Ui, dạ. Chợ này là bán cái hình thức này là lâu chưa chú? Chợ mới này nè là lâu chưa chú? Dạ. Chứ ngày xưa là bán ở đâu chú? Chợ cũ nằm ở khúc nào chú? Chỗ bến đò mấy cô đưa đò phải không? Dạ dạ dạ. 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 Thấy bên đây bán cũng đông quá trời đông mà. Bữa nay thấy hình như có tới rồi đó. Quan dữ nữa hả chú? Dạ. Thanh Minh là mấy đông vui ha chú? Dạ. 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 Cảm ơn chú. Bên đây chỉ có tép đồng mà còn sống luôn nè. Tép đồng mùa này mà mình bắt ở đâu chị? Dưới sông ha. Sông 30 thước ở trong chợ Cẩm Mỹ á. Dạ, chị. Sông 30 thước. Dạ, cái tên là sông 30 thước ha. Kinh 30 thước ha. Kinh 30 thước. Dạ. Thật giỡn. Quá dày luôn. Quá tươi luôn nè. Mùa này mình bán được nhiêu ký đây chị?
năm có bảy này được 1,2 là tết này. Dạ. Dạ. Dạ, cũng khoảng 120. Dạ, 120 với 100. Dạ. 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 Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt nha. Cái này nhà mình làm luôn hả chị? Dạ. Quá trời té luôn mà chị nói bán không được. Dạ. Dạ. Chỗ này thì bán vịt đó. Vịt luôn nè. Rồi hộp vịt nữa. Dạ. Cô thì đang làm cá rô. Đang làm cá. Cá rô có sặc. Ở bên đây thì hết rồi, cô chú quay lại nha. Lên YouTube cô ơi. Lên YouTube. Dạ. Này vịt cô nuôi nhà luôn hả? Mình bán được nhiêu ký đây cô? 60.000 ký. Con chắc cỡ 2 ký rưỡi hay 3 ký cô? 2 ký rưỡi à? 2 ký rưỡi, 2 ký 2. Dạ. Đó. Có dịch đẻ nữa hả cô? Dạ. Đây, hộp dịch nhà luôn nha cô chú. Dạ. 25.000 một chục. Rồi, cảm ơn cô nha, chúc cô bán đắt nha. Dạ. Sáng giờ bán được mấy con dịch rồi cô? Bán hết 9 con rồi hả? Còn 9 con vậy là bán được 6 con. Dạ. À, để cho nó nhẹ ký sữa. Dạ. Dạ cô lấy cái trứng vịt nè, cô cho nhét vô con vịt cho nó nặng. Dạ. Cảm ơn cô nha. À, bên đây bà con bán cũng nhiều nè cô chú. Bên đây cũng có bán vịt sống nữa nè. À. Chú cho thuê dù là chú phục vụ tới nơi luôn. À, bên đây mấy chị bán cá nữa nè. Cá lươn. Ếch nè. Ếch này giống ếch đồng quá anh. Con ếch này ếch đồng hay gì á chị? Trời ơi sao nó bự quá hen. Dạ. Đúng rồi, em nhìn không có giống ếch nuôi. Ếch đồng mà nó bự nè các bạn. Ếch đồng mà nó bự bằng cái bàn tay của mình luôn à. Con ếch này chắc cỡ nửa ký á. Cỡ 4 gram. Chị bán lươn rồi cá lóc đồng nữa. Em cảm ơn nha chị. Hai ếch đồng quá bự luôn. Thì bán gà nồi nè. Gà nồi ra mang ra bán thịt luôn. Ở đây là cũng là cá với lại là chốt. Đó, cá chốt. Cá lóc. À, bên đây cũng có một cái cổng của chợ cả năm nè cô chú. Cổng bên đây bản hiệu rất lớn, chắc bên đây là biển hiệu chính quá. À, bên đây thì bán rau củ. Phía bên sau thì quán cà phê, rất là nhiều khách buổi sáng ngồi uống cà phê luôn.
chị bên đây bán cá đồng nhiều quá nè. Ít đồng luôn ha chị, ít đồng, cá đồng, cá chốt, cá bóng nè, cá sặc. Đây ít đồng nè cô chú, ít đồng quá ngon. Chép cho chị 10 ngàn. Em cảm ơn chị nha. Dạ con quay YouTube. Dạ chờ ngày năm. Dạ. Chị ơi, cái tôm xong quá ngon rồi chị. Tôm xong xuống sông rồi chị ơi. Tôm xong xuống sông. Tôm thiên nhiên đó chị. Cái phạt tươi ngon cho giá 10 ngàn. 10 ngàn luôn. Cái tôm đi ơi chị. Cái tôm giá 10 ngàn. Dạ. Quá rẻ quá ngon bà con ơi. Quá ngon luôn. Đeo tay còn chậm tay là hết nha bà con ơi. Dạ chị Gào rất là nhiệt tình luôn. Góc bên đây có mấy cô bán cô này bán vịt nè. Sáng giờ bán được mấy con rồi cô? Dạ. Dạ. Có mắm nữa nè. Cô bên đây bán con cá rô mà nó bự, nó vàng tươi luôn nè. Cá rô này nhìn giống như là mình mạ vàng nữa ha cô. Quá tuyệt đẹp luôn. Thường mà cá rô nó lớn, nó già, nó màu vàng vậy đó cô chú. Cái này mà nếu mà ở ngoài tự nhiên mà mình câu được cá vậy chắc đã tay lắm á. Cảm ơn nha cô. Có mấy chị bán khóm nè, chị bán khóm với lại dưa. Ở đây mà dài đằng kia bà con bán rau củ đồ nhiều lắm luôn kìa, rất là đông luôn. Gà nồi ăn thịt 1 ký 50 ngàn để cô ở đây. 1 ký 50 ngàn gà nồi ăn thịt. Gà nồi ăn thịt 1 ký 50 ngàn để cô ở đây. Bên đây cô này bán trái cây. Chào cô. Con xin quay chia sẻ với bà con nha cô. Cô bán mận, ổi rồi dưa gan, xoài nữa. Rau đắng nữa hả cô? Rau đắng quá thì tốt luôn nè. Dạ. Dạ. Dạ, rau đắng nấu canh cá lóc và cháo cá lóc đồ. Ở đây rau đắng này bà con có làm món khác, món gì nữa khác nữa không cô? Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Bên đây có cô bán bánh ít nè. Đó, cô bán bánh ít thì cô bưng mâm mâm vậy đó. Nói ăn bánh ít luôn là ghiền luôn á. Ăn bánh ít của cô mà ghiền luôn. Ghiền bánh ít thôi nha. Biết ngày hôm qua tao bán, ngày hôm qua cũng có bán nữa, bữa nào cũng có bán hết trơn á. Ngày hôm qua đây không biết có đâu, vẫn chạy mua mua. Bên đây cô có bán cái này gọi là bún năng phải không cô? Dạ. Cái này là gọi là củ năng nè, cái gốc năng. Dạ. Đó, lật lấy cái phần non. Dạ con quay phim chợ ngã năm. Cho mấy cô lên YouTube cho bà con xem. Hai cô bán chung hả? Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha.
ngay góc này thì có mấy chị, mấy cô bán khoai lang luộc nè, rồi củ lùng. Đó. Đây củ lùng nè cô chú. Đó. Khoai lang luộc nữa. Cô này thì làm bán dưa leo muối. Bên đây thì mấy cô bán bông xua đũa nè. Dạ. Dạ hôm nay bán chậm hả cô? Dạ bán sáng giờ có tiền ăn nữa nè. Dạ. Mới 8 giờ con thấy chợ vắng luôn rồi. Dạ. Bán lặt hoài mà không có người mua. Dạ. Hồi sớm thấy đông đông hay giờ hơi thoáng hả cô? Không ai mua nhưng đi hoài. Nếu không ai kêu hoài mà không ai mua. Dạ. Để con gần đây con mua về con nấu lẩu rồi. Hai bông xua đũa, rồi bông điên điển nữa nè, rồi rau lan, rau đắng đất, hay mấy dạ mấy cái ngò gai nè cô chú, mấy cái ngò gai này em nghe nói ở bên nước ngoài là đắt tiền lắm. Đây mình trồng bắp chứ không người lại. Dạ. Ở bên nước ngoài là cái này xứ lạnh á, trồng không được, cái đắt tiền lắm cô. Con không biết nữa mà nghe nói đắt tiền lắm. Mỹ nó trồng đồ tốt lắm. Dạ vậy hả cô? Nhưng mà cái rau này khó trồng hơn nè. Dạ. Trồng nó quay lên. Củ này là củ ngải hả cô? Ngải bún. Ngải bún. Dạ. Nấu bún nước lèo. Cái ngải là mình cũng trồng luôn hả cô? Dạ. Nấu bún cá luôn hả cô? Dạ. Rồi cảm ơn hai con nha. Chợ hồi sớm thì thấy còn đông người, giờ hơi thoáng hơn cô chú. Ở đây mấy cô bán rau nữa nè. Cô nói hình như là hôm nay là vô Thanh Minh này, vô ngày Thanh Minh này. Gần tới hả cô? Mùng 10 à, mùng 10. Năm bữa nó mới vô. Dạ. Vô đó là ngày đó là bán heo quay nhiều hả cô? Heo quay với bánh hỏi, heo cải. Dạ. Nhà cô ăn Thanh Minh lớn không? Nhỏ nhỏ. Dạ. Dạ, nhỏ nhỏ mà. Cái về hả? Rồi, cảm ơn cô nha. Về nè, bóng nó nè. Bên đây chị này bán núm nữa nè. Đó. Núm nhà hay là mình lấy lại chị? Căng lại ha. Dạ. Bên đây có vịt nè cô chú, gà nữa nè, vịt xiêm. Gà này là toàn là gà nồi không á. Gà nồi nhưng mà nó xấu tướng á, người ta không có chơi được cho nên là đây là bán thịt luôn cô chú. Đây cô bán bánh cam. Bánh cam hả cô? Dạ để con mua ủng hộ cho con một bánh. Bán cho con 20 ngàn đi. Sáng giờ bán được nhiều cho cô? Bán được trăm mấy rồi đó. Trăm mấy rồi hả? Dạ. Nếu mà bán hết luôn một ngày là mình được nhiêu cô? Bán hết một ngày được 200 mấy. 200 mấy nha. 200 mấy là mình 250 rồi, trừ vốn ra thì mình được còn được bao nhiêu? Mày cũng trăm trăm ngoài rồi con ơi, lời mèo á. Dạ. Cái này bánh nặng nè. Mày lấy cho con ba cái đó, mấy ngàn cái. Lấy cho con vừa mặn vừa ngọt đi cô. 10 ngàn đi. Phải không? Rồi có đóng ra giữ với tiền ăn. 10 ngàn. À giữ 10 ngàn. Để đi xa. Cộng như là bán con. Đó. Đây là mình bán bao nhiêu một cái cô? Cô bán vậy là bao nhiêu một cái? Giờ này thôi bán 10 ngàn một cái thôi. Dạ, bán con 20 đi. Bánh đi. Là chuyển là tay được, đất ơi đất giờ 10 ngàn. Rồi, đúng rồi. 20 ngàn tới 8 cái lận.
rồi sắp hết rồi. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Lúc trước thì bà con bán bánh nhiều lắm. Nấm rơm chị bán 50 ngàn. À, 50 ngàn. Đây cũng có cá luôn hả con? Cá lóc nữa nè cô chú. Được hết trơn luôn ha. Cá lóc với lươn. Cá lóc với lươn. Cá lóc với lươn. Cá trê nữa nè. Dạ. Bán có 80 ngàn ký hả cô? Ừ. Cá lóc đồng luôn. Giờ này mấy cô nói che dù nhưng mà vẫn còn hắt nóng hả cô? Dạ. Đây cô bán, đây cô bán rau vườn không nè. Dạ, ở đây còn rau đắng quá trời nhiều luôn. Dạ, rau vẫn lòng. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ kênh ống kính đó đây cô. Dạ, ở đây có rau cải trời nữa nè cô chú. Dạ. Đọc chạy nữa nè. À, gào ngon cô chú. Dạ. Gào đọc chạy. Rồi cảm ơn con nha. Bên đây cô bán gào với lại là mắm nữa nè. Hôm nay bán được đỡ không cô? Dạ, nếu mà Thanh Minh thì mình sẽ bán đắt hơn. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ. Dạ, rồi coi cô thấy cô bán gạo ha. Bên đây cô có bán bông súng với lại là bông điên điển nữa nè cô chú. Ở đây nó nở ra những màu nhìn đẹp quá. Bông súng nữa nè. Bán gạo nữa. Cảm ơn cô. Cô bán gà ơi. Cô này bán gà. Dạ. Bên đây cô này bán lộn bông súng đẹp quá nè. Cô ba bông súng. Dạ quay lên YouTube cho bà con xem chợ Ngã Năm. Dạ. Dạ, con súng cơm hả cô? Dạ. Quá thì dài luôn. Đó. Quá đẹp luôn. Mua lại hả cô? Dạ, con tưởng đâu ở đây của bà con nhỏ chứ. Dạ. Cô nói là ở đây không có. Ở chỗ khác người ta trở lại. Giờ cô đem ra cô lặt luôn hay vậy? Dạ. 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 Dạ, nhánh. Đường nào cô? À. Dạ dạ. Dạ dạ. Mình ngồi bán đây tầm mấy giờ mới về cô? 11 giờ mấy mới về. À, vậy là bà con ngồi đây tới trưa trưa luôn á hả? Trong chiều ở đây bị rất là trời nắng ta về hết. Dạ dạ. Ở đây ta bán vô buổi sáng nè. Dạ dạ. Vô phía trong nhà lòng hả cô? Vô nhà lòng trong. Dạ dạ. Ở đây chợ đồng đó, vô lòng. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha, chúc cô bán đắt. Mà ta bán là mất trái rồi, người mất trái hai trái rồi, tập lỗ luôn.
Nhà lòng chợ Ngã Năm sơn cái tông màu xanh với màu vàng nhìn rất là đẹp luôn cô chú. Ở bên đây mấy cô cũng bán rau nè, khoai đồ. Bên đây mấy cô bán gà, vịt, chuối. Tới đây là rẽ phải qua phía trước nha, khu bán bánh bánh quê đồ đó các bạn. Ở bên này có cô bán bắp sống nè. Chào cô, cho con xin quay chia sẻ cho bà con nha. Dạ. Bên đây cô bán bắp Mỹ. Rồi có gương sen nè cô chú. Đó, đây gương sen. Rau bắp. Rau bắp cũng bán nữa hả cô? Rau không bán đâu, bà xin đó. Dạ. Rau bắp cô bán ai được đâu. Về nấu nước uống hay sao cô? Dạ. Rau bắp Mỹ. Dạ. Con cảm ơn nha cô. Bên đây là những cái gian hàng trái cây nè các bạn. Rau tủ các bạn, rau chuyện mấy cô ơi, 3 cái 10. Căn bằng 3 cái 100, 4 cái 100. Một căn có dấu chủ, chỉ dụ bên này. Đây, bên đây là bán sâm. Bên đây cô này bán năng. Con xin quay chia sẻ cho bà con vài cảnh nha cô. Đây là cái gốc năng. Dạ. Dạ. Bán bông bên đây hả chị? Cái gì? Dạ. À, anh đây bán bông ngồi kế bên nè. Anh đi có mấy trăm chợ rồi. Dạ. Đi có mấy trăm chợ chưa? Mới có không nhớ nữa, nhiều quá. Dạ. Dạ. Năng đẹp quá trời đẹp luôn. Thì năng nhà hay gì vậy cô? Dạ. Năng quá trời tắn, quá đẹp luôn. Này về bà con nhúng lẩu, rồi ăn mắm nè, sống chấm cá đồ, hầm gỏi nữa. Rồi con cảm ơn nha cô. Bên đây thì có mấy chị bán chợ chạy nè. Hàng châu đốc bán giá gốc luôn, quần áo quá trời luôn. Bên đây là sâm bổ lượng của cô về chị gì? Sâm bổ lượng của chị Út, sâm bổ lượng. Cam nhiều quá cho. Dạ. Cái để hồi ăn cũng có hết đâu. Dạ đúng rồi nè, mời anh ăn sáng. Mới quay trong bánh cam mình mua bọc. Dạ. Được không? Để ăn luôn đi, để ăn đi anh. Dạ, coi kinh quốc kinh này. Dạ. Coi gì? Để cho mấy chị ăn đi. Hả? Cái chợ đó. Dạ. Như anh đi tới chợ là anh quay số. Dạ. Đồ là coi cái kênh của ông chú á, là kênh nào mới có dính chú à? Dạ kênh ông kính đó đây. Ông kính đó đây. Ông kính đó đây luôn. Dạ. Này là ăn sâm bổ lượng đẹp da nha. Ừ, có cơm. Dạ. Chợ mà. Uống sâm bổ lượng của chị là đẹp da. Rồi em cảm ơn nha. Để mấy cô mấy chị ăn đi. Dạ. Dạ. Bên đây có trái cây nè, rồi khóm nữa. Ở đây khóm có cái tô muối ớt nữa nè cô chú. Hả? Chị bán em trái khóm này đi chị. Cho em xin miếng muối ớt luôn nha. Dạ.
em đi quay YouTube cảnh chợ đó, thấy chợ khóm chị sẽ đẹp chưa các bạn? Chúc lấy miếng muối nữa ha. Đây chị gọt tiêu khóm xong rồi, bây giờ chị trẻ 54 xong cái giờ xin chị miếng muối ớt ha. Vừa bán mà vừa cho muối ớt là bán rất nhanh lắm. 10.000 hả chị? Rồi em cảm ơn nha. Cái này là xoài gì vậy chị? Xoài đó, xoài chu non thôi. Chu non hả? Cho người ta ăn sống đó. Dạ. Rồi chị bán trái cây, chị nói là bán tới tối luôn nha các bạn. Dưa hấu nữa kìa. Đây. Dạ. Con mua mua dừa không mang không theo không được. Hôm nay bà mấy mươi rồi bà? 86 rồi. Thế bà ra ngồi kế chị thì bán hả? Dạ. Là bà nuôi hai đứa cháu hay là bà phụ? Nuôi hai đứa cháu. Ờ, rồi ba. Giờ nó học lớp 5 nó học lớp 3. Dạ, rồi ba mẹ mấy đứa cháu đâu bà? Đi mần thê ở đó. Lâu tụng các bạn lâu. Năm nay mần khó ăn quá chứ. Khó ăn quá. Rồi hai đứa cháu ở nhà với ông bà. Dạ. Dạ. Dưa này là dưa nhà hả bà? Dạ, mua anh ta kiếm một trái rồi 1.000, 2.000 bạc. Dạ. Bữa này bà tự lột hay là ai lột? Trời ơi, ra lột chú ơi, lột có không? Trời đó. Bà 86 không phải đi lột dừa nè cô chú ơi. Ngày dễ chứ ngày không có tiền. Dạ. Còn ta cho một cái nữa. Dạ. Rồi cái không có đâu có mua. Rồi trưa trưa về thì ai mang mấy cái này về bà? Cái này á, rồi lát gửi ở đây nè chú ơi. À, gửi của chị này. Cái tối cái chị trùm lại luôn. Dạ. Dạ. Này mình bán trái là bán ký vậy bà? Trái. Như cái này là... Cái này trái có 2-3 ngàn. 2-3 ngàn. Chỗ này bà? Cái này là 5 ngàn hả? Có bà 4 ngàn trái à? Sao bà bán rẻ vậy? Chứ bây giờ vừa rẻ lắm chú ơi. Dạ. Căn này mấy chị ơi, căn 3 cái 10 ngàn mấy chị ơi. Có cây căn nhỏ đâu rồi. Lâu tụng đó bạn, căn bự 3 cái 100, 400 cái 100. Một căn mua dọc dù, dây dù, tải, mua qua đồng bán 10 ngàn cái. Bà 86 tuổi nuôi hai đứa cháu. Năm nay tại vì kinh tế khó khăn, ai đi làm công nhân cũng thất nghiệp hết. Dạ. Dạ. Bà ơi con gửi hỗ trợ bà số tiền 400 ngàn để tiếp bà trong cuộc sống lo mấy đứa cháu ha. Dạ. Dạ. Mấy người già cổ bác luôn. Dạ, đây. Đây là số tiền của chú Đức ở Mỹ gửi hỗ trợ cho bà con. Rồi, chúc bà sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn chú ơi. Dạ. Bình thường một ngày bà bán được kiếm bao nhiêu tiền bà? Cũng nhầm khi lời 100.000, 75-60.000. Ở mua 4.000 bán 5.000, cái vừa là có ngàn đó. Dạ. Thì chị bán khóm mà trái khóm là trái 10.000 chỉ là 9.000. Dạ. Không, nhưng cái này chị lỗ mà luôn, có tiền luôn chứ. Dạ. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn bà nha. Dạ, dạ. Bên đây mấy cô bán rau cũng nhiều nữa là cô chú. Dạ, con đi quay. Dạ, con đi quay. Hôm nay bán đỡ không cô? Dạ. 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 Hình như là hôm nay là vô mùa lúa, bà con thấy đang làm lúa nhiều hả cô? Lúa thắt hả cô? À, ở đây là người ta làm lúa bị thắt. Dạ. Tại hôm qua con đi cái đường Quảng Lộ Phụng Hiệp nè, thấy bà con làm lúa quá trời luôn. Nhưng mà thắt ha.
mua á. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn cô. Đó. À, bà con làm lúa thất, rồi nào là công nhân thất nghiệp. Dạ. Ở bên đây có cô bán rau củ mà cô đẩy bằng cái xe gùa của mấy chú thợ hồ nè. Dạ. Con đi xa. Dạ. Dạ, tại con đi xa cái con không có nấu được á cô. Dạ. Dạ. Chuối hả? Thầy bán con này chuối đi. Dạ. Này đồ vườn á hả cô? Dạ. Theo thấy cô đẩy cái xe thấy cực quá vậy. Ở nhà mình có làm ruộng làm vuông gì không cô? Dạ. Hãy chuối bao nhiêu vậy cô? 10.000 hả? Dạ, cô bán cũng rẻ quá nè. Cô lấy giùm con 10.000 đi. Dạ, rồi. Dạ. Cậu quê ở đâu? Con ở Tiền Giang. Dạ. Đó, cô bán đồ vườn ở nhà nè. À, nào là gừng. Rồi dừa, rồi xoài, bắp chuối nữa. Rồi, cảm ơn cô nha. Chúc cô bán mau hết. Ở đây thì có mấy cô bán bánh bò, rồi mấy cái gốc năng nữa nè. Chú ơi, chú đi đâu vậy? Chú đi đâu vậy? Dạ. Hồi nãy con thấy chú mà con kêu chú không kịp. Chú chờ con một xíu. Nhà chú ở đây hả? Tôi ở cái liều chỗ đó đó. Dạ, chú ở cái liều bên ngoài. À. Cái nhà chú cái cây dừa. Dạ, là nhà chú hay là chú ở tạm? Tôi ở tạm đất đứa em. Dạ, cái chân chú bị gì vậy? Chân chú bị sao vậy? Để dọn cái đâu. Dạ, là bị lâu rồi hả chú? Lâu rồi. Chú chờ con gửi tặng chú 200 hỗ trợ chú tiếp chú trong cuộc sống nha. À, cảm ơn nha. Dạ. Còn nói gì nữa không? Dạ không, con gửi tặng chú cái này nè. Nãy chuối nè, con mới mua mà chắc con ăn không hết. Con gửi tặng chú nãy chuối luôn đi. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. À, tới cái chân của chú hình như là bị thương từ lúc nào á chú. Dạ, điện cho chú mà. Ở bên đây có chú bán cao. Bên đây có cô chú bán bánh bông lan nữa nè. Chào cô. Cô nướng bánh hả? Cho con xin quay vài cảnh chia sẻ cho bà con nha cô. Thầy cô làm bánh bông lan. Hình như là chú đang đánh bột gì với cô? Hãy quay lại coi chú đánh bột nè cô chú. Chú cho con xin quay chú đánh bột nha. Đây, bột bánh bông lan nè cô chú. Đánh này là vừa tập thể dục luôn hả chú? Thấy hình luôn. Dạ. Đây chú đánh bột nè. Thì đánh mình đánh nó càng càng nhuyễn thì nó sẽ nở đẹp hết chú. Đó. Quá là công phu luôn. Này mình đánh không quen là mà nhức tay mỏi tay lắm. Mỏi tay với nó phòng tay. Phòng tay luôn. Cái đầu đánh này mình mua hay mình chế hay chú? Chế rồi, mua giờ chế rồi. Dạ. Sao mình không làm đánh chế máy được không chú? Máy được, mình cũng làm, mình cũng làm thủ công cho nó. Tại tôi hỏi mình ta cài điện không để nó bắn nó. Không bằng ha. Không bằng. Dạ. Đi mình cài điện nó cái bộ chuyện nha. Dạ.
đó. Quá nhiều bánh kem vậy đó, hết rồi. Dạ. Thấy cái chậu bột nó nhìn đã quá các bạn ơi. Cảm ơn chú nha. Cái này mình bán tính theo cái theo nguyên một ổ vậy cô? Cái 2.000. Bông đổ nhìn tay luôn. Chúc cô bán cho con 30.000 nha. 2.000 cái. Bao nhiêu phút nữa chín cô? Dạ, để cô đổ xong đi rồi thôi bán cho con sao. Rồi, cô ấy xong rồi, chờ cô lấy bánh. Đẹp quá. Quá đẹp luôn nè. Chưa chín hả cô? Chút nữa. Nó mới cái dằn kem à. Mới cái phình lên nè. Này cô chú làm mà bán không kịp luôn hay sao nè. Dạ. Tết bán mới giữ hả chú? Chú đánh nãy giờ mà chưa xong nữa các bạn. Đánh cái đó là khỏi tập game luôn. Bữa nào có con rể bắt con rể ra đánh. Dạ. Ngày xưa người ta làm rể bữa củi giờ ra bắt đánh bông la, đánh bột cũng bánh bông la. Chạy luôn hả chú? Chú nói ai làm chú mà kêu con rể đánh chắc chạy luôn các bạn. Cảm ơn cô chú nha. Dạ. Đó, bên đây là có bán vừa bán cao trầu nữa nè. Thì cao này trầu. À, bên đây cũng có rau củ, hầu như ở trong nhà lòng ít người bán lắm cô chú. Bên đây thì có khóm rồi rau củ rồi nè. Rồi giờ đi vô đây một vòng nha. Thấy bên đây cũng có mấy cô bán luôn nè. Đây là cổng chợ Ngã Năm, cổng N1. Đi vô đây xong mới quành trở ra cô chú. Trong đây cũng rất là sạch sẽ và thông thoáng luôn nè. Ở đây có mấy sạp rau của mấy cô. Bán ở trong đây mát hả cô? Dạ. Đó, bên đây cũng sạp rau. Ở đây thì bà con bán tới chiều luôn. Đây mát lắm. Đây có chú Lạc Hành nữa nè. YouTuber về rồi tên gì? Dạ YouTube con tên là ống kính đó đây. Kính đó đây không? Dạ. Rồi đăng gì vô lặng cho vài like ủng hộ cho. Dạ rồi cảm ơn chú. Thấy chú Lạc Hành tên tảnh luôn. Lạc Hành đó, nhớ đưa lên YouTube nha. Dạ. Sáng nào cũng vậy trơn á, Lạc Hành là giao cho mối. Giao mối hả chú? Giao cho mối. Dạ. Lạc Hành 2kg vậy đó. Làm có 2 ký à? Tao bắt cô. Bắt cô. Anh sắc vợ thì sắc bắp cải. Dạ. Cũng giao cho món luôn. Dạ, mình này mình bán một buổi hay là tới chiều mới bán tới chiều mới về chút. Ở đây thì bán suốt ngày luôn à. Suốt ngày ha, chiều chiều mình mới về. Rồi 6 bây giờ đồ đạc thì để đây. Dạ. Lấy đây giữ. Dạ. Rồi. Bán ở trong đây thì mát đỡ nắng hơn. Đúng rồi. Vô đây. Dạ, thấy đây rộng mát thoáng nữa. Sáng nữa. Đặc biệt là ở đây ánh sáng tự nhiên gọi vô rất là sáng luôn.
Cảm ơn chú nha. Rồi, rồi. À, quê ở đâu là? Con ở Tiền Giang chú. Ở bên đây thì chị này anh chị bào rau muống. Ở đâu vậy mày? Dạ em ở Tiền Giang. Ở đâu? Em ở Tiền Giang. Dạ. Có chương trình trước đây. Em đi quay YouTube á chị. Giới thiệu chợ Ngã Năm. Dạ. Em quay nồi bánh bao nè. Ủa, có bán bánh bao nữa hả? Đó. À. Bánh bao lá dứa nhà làm nha. Bao lá dứa, cái này nhân là nhân. Bao nhiêu một cái chị? 10 ngàn. Rồi lấy em một cái luôn đi. Ủng hộ chị. Giờ này bán sắp hết này ha. Dạ. Ủng hộ ủng hộ tinh thần bào rau muống nhiều nhiều xíu. Đó. Thấy chưa, bữa nay Tiền Giang xuống đây mua tới của mình luôn thấy không? Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Cái hũ trắng trắng này hũ gì chị? Cơm mẻ. Cơm mẻ hả? À, cơm mẻ cô chú. Keo vậy là bao nhiêu chị? 10 ngàn luôn. Rồi, cảm ơn, em cảm ơn nha. Bên đây có chị bán mắm. Chị, cô bán mắm nè. Dạ, quay giới thiệu cho chị bán mắm luôn. À, mắm mắm buồn nè cô chú. Dạ. Dạ. Mắm của cô Tám. Cô Tám thôi. Hay là thương hiệu của chị hay là của chị lấy lại nha. Dạ. À, mắm cá lóc rồi mắm đầy đủ mắm luôn. À, em cảm ơn nha chị bán mắm. Chị bán mắm thẹn thùng. Bên đây có chị này lặt rau, lặt năng nữa nè. Dạ, mua ăn hả chị? Dạ, vậy là đang lặt về hồi ăn sống à, mắm kho đây chị. Dạ, rồi em cảm ơn nha. Dạ. À, ngay chỗ này là khu thịt cá nè cô chú. Ở trong đây cũng có cá ngon nữa nè. Cá ếch đồng rồi nè. Tôm. Hồ nguyên mâm cá chốt luôn nè. Quá ngon luôn. Dạ. Hôm nay bán cũng hơi chậm hả chị? Dạ. Mấy cô ở ngoài cũng than bán chậm luôn. Dạ. Dạ. Đây cá lóc đồng nữa nè. Dạ. Đây có. Dạ. Đây có con cá tai tượng lớn nữa nè cô chú. Cá này chắc hơn ký à. Ký 6. Dạ. Cái chiên xù. Chiên này xù quá ngon luôn. À, hết thùng bia luôn á. Dạ. Rồi em cảm ơn anh chị nha. Ở đây đi ra phía trước thôi nha cô chú. Ở đây chị cũng có bán cá. Chào cô. Cô bên đây cũng bán cá bè, cá nuôi bè hả cô? Dạ. Dạ. Điều hồng, cá rô, cá lóc. Những cái sạp trong đây thì ít bán lắm, không có bán giáp sạp đâu. Đa số bà con thích ngồi ngoài hơn. Bên đây cũng có cá nữa nè. Mấy cô mấy chú bán cá. Chào cô chú. Này chú bào cá thác lát hả chú? Dạ. Cá thác lát rồi cua biển. Dạ. Dạ. Lắc xịn luôn nha. Lắc xịn. Có trộn mà. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Trong đây bán đỡ không chú? Đỡ, sống được. Dạ. Rồi đi phía trước là khu bán thịt. Bán thịt thì em sẽ đi lướt qua nha cô chú, không có quay cận cảnh được.
bên là thịt heo. Đó, ra đây ha. Ở đây có cái quầy bán heo quay đó nè, quá trời luôn. Rất là thơm luôn cô chú. Ngay góc này cũng có mấy cô bán bánh tét và bánh bông lan nữa nè. Chào cô. Cháu xin quay vài cảnh chia sẻ cho bà con nha cô. Đúng rồi, quay đi em. Dạ. Bên đây cô bán bánh bò rồi bánh tét. Bánh bò, bánh tét. Dạ. Bông lan. Đó, bánh bông lan. Có cơm gụ nữa nè. Dạ. Giờ này là cô bán sắp hết rồi. Dạ. Thanh Minh là mình bán nhiều hơn nữa hả cô? Dạ. Dạ. Cũng có mối. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Chúc cô mua mai bán đắt. Dạ. Ở đây cũng có những cái sạp, cái này là củ sen phải không cô? Cái củ bự nè. Dạ. Củ sen. Sen này chắc tốt lắm nè, mấy cái củ bự nè. Dạ. Đó, bên này là ngó sen. Ngó sen thì có ngó còn nguyên và ngó nữa là cắt ra nè. Rồi bên đây là bồn bồn làm dưa nè. Rồi có bồn bồn tươi. Rồi có ba khía nữa nè. À, bên đây là chủ khác hả cô? Hay là chung đây luôn? Của em luôn hả? Đây là bà chủ lớn nha cô chú, cái quầy lớn lắm nè. À, bên đây vừa bán bún. À, ngồi đây là mình bán nguyên ngày luôn hả em? Rồi em cảm ơn nha, chúc mua mai bán đắt. À, bên đây thì cũng có mấy chị bán rau rồi năng nữa nè. À, về chợ ngã năm mấy chị là bán năng nhiều lắm. À, dãy bên đây là tới đây là hết bán rồi. Bên kia thì có cái chú bán xe đẩy đồ bông kẹp tóc. À, quay lại nha cô chú. Dạ, chợ ngã năm cổng N1. Dạ con không mua cô ơi. Ở đây có những cái sạp trái cây nè cô chú, những cái sạp trái cây đây cũng lớn lắm. Đây chôm chôm. Chôm chôm hôm nay là 100 ngàn một ký. Bên đây là có hoa rồi nè. Bên đây có chú làm bánh xèo, bánh cống. Hay để qua quay chú làm bánh cống nha các bạn. Chào anh, cho em xin quay vài cảnh nha anh. Rồi. Dạ. Đây anh làm bánh xèo. Cho quá đang chia đó thì nó ngon lắm, vậy nó hết lại quay nó để. Mấy cô mấy chị chồng nữa. Rung quá gì à chị? Rung quá hả? Dạ không. Em nói là rung quá nên làm bể hả? Dạ. Đây có số điện thoại luôn nè cô chú. Đó. Bánh xèo, bánh cống, bé Tâm. Đó. Số điện thoại nha. Chợ ngã năm. À, để quay ảnh đổ một cái nha các bạn. Một cái này là mình bán khoảng bao nhiêu anh? Bán 20. Dạ. Chị không đổ anh đổ. Chị
có xe riêng nữa. Vậy là hai người bán hai xe luôn. Hai xe. Dạ. Đây để quay người đàn ông chở ngánh âm đổ bánh xe nha cô chú. Cái này không có cái tiếng xèo nó hơi nhỏ ha anh. Rồi em cảm ơn anh nha. Đó, cô chú mà muốn ăn bánh xèo thì gọi cho anh số qua số điện thoại này nha. Mình bán nguyên ngày luôn ha anh. Bán nguyên ngày. Dạ. Đó, bên đây cũng có một số sạp trái cây nè cô chú. Rồi mắm luôn nè, rất là nhiều luôn. Dạ. Chào mấy cô, cho con quay chia sẻ cho bà con nha cô. Cho con xin quay chia sẻ cho bà con nha. Dạ. Dạ, quay giới thiệu cái bà con muốn mua mắm đồ tới đây kiếm mấy cô. Dạ. Mắm cá rô không xương. Dạ. Của bà Tư. Dạ. Dạ. Gã cô. Dạ. Hay là của cô hay là của cô này? Của cô hả? Dạ. Hay là thương hiệu bà Tư này là tên cô luôn hả? Đó. Đó. Bà Tư với ông Tư bán mắm. Dạ. Đây có số điện thoại luôn nè cô chú. Đường 3 tháng 2 phường 1 thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng. Mắm cá đô. Đó. Cá đô không xương, cá là cá sạch. Dạ. Cá đô không xương là chắc mình làm tỉ mỉ lắm rồi. Dạ. Một keo vậy là bao nhiêu cô? 100 ngàn. 100 ngàn nha cô chú. Dạ. Rồi con cảm ơn cô chú nha. Dạ, con chưa về. Chưa về, về mang đi nặng lắm. Dạ. Mắm thì mình vô keo mình ship cũng dễ lắm. Chút nữa đi. Rồi chạy với ra đi, chứ giờ đâu có. Ở bên đây cũng có bán khô nè cô chú. Bên đây cô bán táo, dưa gan, trái cây đồ nè. Ở đây có cô đẩy cái xe bánh mì. Đây có cô bán xe khô. Chào cô. Dạ, đây cô bán nguyên cái xe khô luôn nè. Dạ, hôm nay hơi chậm đó cô. Đó, đầy đủ khô luôn. Đó. Đây khô mực luôn. Dạ. Đó, khô cá lóc, vừa khô mực, khô cá ta nữa nè. Quá trời luôn. Hấp dẫn quá luôn. Rồi, cảm ơn nha cô. À, tới đây là sắp hết chợ rồi nha cô chú. Ở đây có những cái sạp bánh bánh bò nè. Này là bánh bò xốp. Bánh ít. Rồi heo quay nữa. Đó, bánh bò, bánh da lợn rồi nè. Rất là hấp dẫn luôn cô chú ơi. Bên đây chị này bán heo quay. Dạ. Sắp tới Thanh Bình chắc 2 ngày nữa bán heo quay chạy ha chị. Dạ. Dạ. Hôm nay thứ 6 rồi. Mai thứ 7. Đâu lại quay vậy cơ? Dạ em ở Tiền Giang.
phải biết đợi thứ bảy chủ nhật quay cho đông đông rồi. Dạ. 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 Đây. Cô bên đây cái quầy khô cũng rất là đẹp nè. Dạ. Đó bên đây. Chợ vô đây có 100 người mà đi kiếp hết khoảng 50 mà cưng ơi. Dạ, anh ta đi đâu nữa chị? Bể nợ đi á. Chị đó hả? Người đi qua Phú Quốc rồi đẹp để đi chỗ khác tính tiền nhiều hơn. Dạ. Cái đầu 66 trở lại. Trời đất ơi. Dạ, tại tình hình kinh tế khó khăn chung. Bây giờ là kinh tế bị tụt tiền. Dạ. Không có lợi. Tại công nhân người ta làm cũng không có được đó. Cho nên mình cũng ảnh hưởng chung luôn. Đúng rồi. Cũng như dạ. Khi công nhân người ta làm được có tiền, người ta ăn mình cũng bán được. Dạ. Công nhân người ta kinh tế quay lên, cái người ta thấy người ta hết hồn. Dạ. Thấy người ta bự quá, người ta hết hồn em ơi. Dạ. Bán không có ăn, không biết nó bự gì đó. Dạ. Chị này nói, cô này nói nhỏ đó kìa, nhỏ đó nó bán trái cây á, nó trưng bày đẹp lắm, qua đó cần thấy. Dạ quay rồi, quay rồi. Đây. Em quay rồi. Đây. Quay rồi. Em cảm ơn nha chị. Dạ. Dưa hấu 12.000 ký nè. Cô này nói là bán không được, ngồi ăn ghét bự luôn hả cô? Ừ. Trời được rồi, ngồi buồn quá, nhai hoài nhai ghét cho tới nó bự vậy đó. Dạ. À, mấy cô nói vui quá. Dạ, nghe cô nói vui quá. Dạ. Thiệt luôn chứ vui gì. Dạ dạ. Cảm ơn nha cô. Nào, người nào muốn bự về cái năm bán đi, bán ghét này bán bốn cho nó tiền chứ cái mình nó bự nha. Ăn ghét cho nó bự. Dạ. Anh tới đây là hết chợ rồi nè cô chú. Tới đây là hết bán rồi. Bên đây là một cái quầy bánh cuối cùng. Đó. Bên đây là cô bán bánh bò. Đây bánh bò đẹp quá. Chị bánh bò này bánh bò gì nha chị? Cường thốt đốt luôn. Cường thốt đốt hả? Dạ không mua chứ giận. Ồ bánh bò đường hút nóng đẹp quá nè cô chú ơi. Quá trời đẹp luôn. Mà quá đẹp luôn. Ở đây cái ổ bự nè. Muốn tụ tụng là phải được. Cô ơn là nghe cánh được. Ổng dễ chịu. Bên đây là xôi vị nè. Chị có bán bánh ít nữa. Thôi mua ủng hộ chị bánh ít đi. Bánh ít chị mới nấu nè. Dạ. Mua nào? Mua bánh ít đi. Mua nhiêu cái? Bánh ít bao nhiêu một cái chị? Cái 5.000. 5.000 lấy cho em 4 cái đi. Ừ. Dạ. Cũng hai loại nhân hả chị? Hai loại. Lấy cho em hai loại nha. Rồi em cảm ơn nha. Đây là cái xe di động luôn. Di động luôn. Dạ. Rồi chúc chị bán mau hết nha. Dạ cô chú anh chị và các bạn thân mến. Bây giờ là cũng trưa rồi, gần 10 giờ rồi. Chợ hiện tại là cũng vắng khách đi rồi nè cô chú. Ở đây là một cái bờ kè nè. Nên là cô chú buổi tối ở đây là bà con bán đồ ăn, hủ tiếu, bún riêu, bánh canh đều ở bờ kè này nè. Ban ngày thì để trống để cho xe với lại là ghe bà con lên hàng quá. Đây là một trong những cái ngã của năm ngã, chỗ ngã năm nè cô chú. À, ngoài kia là ngã năm ha.
đây là đường xuống bến đò nè cô chú. Bến đò lúc sáng mấy cô đưa đò đó, sẵn tiện em chạy một cái đoạn ở đây khu vực chợ cũ cho cô chú mình xem luôn. Tới đây mình rẽ phải là đi xuống bến đò nè. Đây là bên đò. Rồi đi cô Kim ơi. À, bây giờ em nhờ cái cô Kim chạy qua một khúc ở bên sông chợ nổi nha cô chú. Ở đây là ngay ngã năm luôn. Dạ. Chào mấy cô nha. Hồi nãy mua bánh cái gửi tặng cho mấy cô ăn phụ luôn rồi. Dạ. À, lúc nãy em định không có đi xuống khu chợ nổi, nhưng mà thấy có một cái cô ở trên sông á bán bánh mì, với lại là có một cái cô đi vớt một mũ ở trên sông á, cho nên là nhờ cô Kim chở đi lại hỏi thăm cô đó luôn. Ở đây cũng có một cô đưa đò nữa nè. Tại cái ghe bánh mì á cô Kim. Dạ. Dạ. Cô Kim vừa lái đò cũng vừa lẫm một mũ luôn hả cô Kim? Cô vừa vớt mấy cái chai này luôn hả? Dạ. Dạ. Đây cô Kim năm nay cô Kim mấy mươi rồi cô Kim? Năm nay tuổi cô Kim trên đấy là 56 đó con. Dạ dạ. Rồi tới rồi nè cô chú, có cái cô bán bánh mì nè. Lại con mua bánh mì luôn cô Kim ơi. Đây có bà cụ, bà cô đi đi vớ một mũ hay vậy cô? Chào cô bán bánh mì. Cô bán mì thịt hay là thịt nướng cô? Thịt khe hả? Dạ, làm cho con một ổ đi cô. Dạ. Cô bán cho ai trước đi? Cho bà lão hả? Bà đi bán rau hay là đi để hả? Dạ để chút xíu con gửi cho bà. Hay bánh mì nè cô chú, hãy quay bánh mì ha, chút lại hỏi thăm bà cụ sao. Nhà ở dưới, bà ở dưới Chùm Mã hả cô? À, trước giờ có ai hỗ trợ cho bà chưa? Ba mẹ mất hết. Cái anh em lấy hết. Dạ. Thì hồi cô để tiền cho bà đấy, hồi con gửi tiền bánh mì cho bà luôn. Thôi để chút ấy cho bà kìa. Bà biết bơi không mà bà đi bơi xuồng nha bà? Đó, bơi không nổi. Bà biết lội dưới nước không? Biết mà bây giờ giờ lận được cái vườn. Dạ. Bây giờ bà đi dưới rồi là nguy hiểm quá. Nó quánh tư cứng mình luôn á. Dạ. Cứng mình sẽ là không giải quyết. À. Ai quánh bà? Nguyên. Còn bà chầu. Là ai cô? Lấy đất cưng nó ăn đó, lấy vàng. Trời đất. Dạ. Ở chỗ. À. Có bà ở Chùm Mã rồi có ai quay giúp đỡ cho bà bao giờ chưa cô? Chưa. Dạ. Ồ bánh mì hấp dẫn quá nè cô chú. Không giải quyết đó cậu. Bao nhiêu một ổ vậy cô? 15 ngàn. Dạ. Cô bán tới chiều hay là chừng nào hết bánh về? Hết bánh rồi cái lấy cái nữa ha, ở đây làm bánh tối ngày. À cô bán nguyên ngày luôn. Bán nguyên ngày. Dạ. Bán cho nổi rồi đó giờ mấy chục năm rồi. Dạ. Giờ chợ lên bờ
còn cô còn ở đây. Vẫn còn bán quà. Dạ. Thì mình bán ngon cho khách đàn ngay với ta quen á. Dạ. Tôi đi ra đây ai cũng thương luôn hết trơn, có ai đâu ghét luôn. Dạ. Có mình ơi nữa mà nó quýt tôi tàn thế gì nè cậu. Dạ. Nó làm sao? Cô theo chơi hả cô? Ừ, đi theo mày. Hay có cô này đi theo chơi nữa nè. Cô này có thứ mấy đây? Cô tên Linh. Cô Linh, à. Cô Linh đưa đò luôn. À. À. Bạn của cô Kim. À. À, cô Linh đưa đò bạn của cô Kim, hàng xóm của cô bán bánh mì. Hả? À. Đây để con gửi tiền. Tại hôm bữa con có hứa với cô Kim xuống đây cái gặp tìm cô Kim đó. Sao cặp vô được ta? Rồi con gửi cho bà cụ kia. Không không, để con cho bà riêng. Cho bà làm phước đi con ơi. Dạ. Dạ. Rồi cô lại đẳng đi cái con cặp lại cho với bà cụ á. Ngày bán được mấy trăm mẫu cô? Trăm ngoài hả? Dạ. Đó, cái gà bánh mì dễ thương quá các bạn. Cô Kim bơi lại bà cụ đó cô Kim. Dạ, bác kể chuyện khổ không ạ? Bà năm nay mấy mươi rồi bà? 84 rồi chú. Ôi, bà 84 rồi nè cô chú. Ừ. Dạ. Tuổi tiên rất lớn nè chú. Ồ, hey, con cũng cũng cùng tuổi bà nè, mà con nhỏ hơn nhiều. Nhỏ tuổi. Năm nay 83. Dạ. Ờ, tôi 84. Dạ. Thì, Cái xuồng này của bà hay bà mượn của ai? Mua. Bà mua hả? 10 triệu đó. Trời, chắc mua lâu hả bà? Mua mới có 1-2 tháng hả? Đâu, 1-2 tháng rồi sao xuồng này 10 triệu dữ vậy? Không có chuồng rồi, tao bắn mắt. À, cô Kim mua đại đằng đi. Cô Kim ra dấu là tại bà không có nhớ. Đây, không mua mình không có chuồng đi. Đây có cái xuồng của bà nè, bà lụm có chai nhựa. Lấy sâu lá vừa nè. Rồi trái dừa điếc nữa nè. Rồi rau này bà mua hay là ai cho vậy bà? Mua cái đó là người ta cho dưới vớt. Cho dưới vớt. Ừ. Bà biết xài tiền không vậy cô Kim? Biết hả? Ừ. Thì bà chờ con biết gửi tặng bà nha. Đi tới 500 luôn. Dạ. Tôi đó tôi đi chợ đồ bây giờ hết đi rồi. Dạ. Đi ra tới chợ Kinh Cùng rồi. Kinh Cùng rồi gặp rồi luôn. Ừ. Đi tới Cà Mau nữa. Bà ở con mình hả bà? Ừ, đi tới vùng luôn. Bà ở con mình hả? Ừ, đó đi với thằng em út. Sao hình như là bà không có tập trung hả cô Kim? Rồi, bà biết bao nhiêu tiền không bà? Để bà biết bao nhiêu không? Cái này 200. Dạ. Rồi cái này? 200 nữa 400. Dạ. Con vớt cái nón đó tôi. Con gửi tặng bà 200 nha. Ủa 400 nha. Con vớt cái dụng tôi. Dạ. Cái nón bị rớt hay vậy? Rồi. Dạ đây là số tiền của chú Đức ở Mỹ á, gửi hỗ trợ cho bà con của mình. Gửi cho. Dạ. Mang ơn cậu nhiều nha. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Ừ. Rồi mai mốt đừng có xuống xuồng nữa, cực quá bà. Ở nhà. Đi lụm trên bờ thôi. Ở nhà gì đó. Thì đi lụm trên bờ á. Dạ. Đâu có mặn gì được. Dạ. Giữa cẳng tôi nó cứng như cái cây mà nó nhứt. Dạ. Mà nó chống mặt quay gì nè. Dạ. Cái mơ giờ nó chống mặt nó quay chưa dạ. 2-3 lần nữa. Dạ. Ở đi trên chợ chống mặt quá tôi ngồi xuống. Dạ. Thôi con chào bà nha. Thôi tôi cũng kêu cậu nha. Dạ dạ. Mới chiều mình gặp lại. Dạ. Có dịp con về đây nữa kiếm bà. Đi một vòng ở chợ quay mấy cái ghe thôi cô Kim ơi, chứ bây giờ chợ nổi đâu còn nữa. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ.
nói mà sao không được, họ không biết nữa. Nói qua đó, à, người quản lý chợ ở đây người ta nói qua Tết là hồi phục chợ nổi, nhưng mà tới nay là cũng chưa có gì hết cô. Dạ, hiện tại là cô Kim sống với ai? Cô Kim sống có một mình thôi. Vậy hả? Cô không có lập gia đình hả cô Kim? Dạ. Năm nay cô mấy mươi cô Kim, nãy con quên này. Cô Kim sinh năm 56 đó con. Dạ. Tới đây là chợ nổi đó hả cô? Ngày xưa là cái nhánh chợ nổi, không có phải bên đây nha cô chú. Bây giờ dời qua đây, chủ yếu là ghe người ta đậu ở dưới sông này để lên hàng ở trên đó. Ở trên thì có mấy kiosk ở trên á. Có đu đủ dưa hấu khóm đâu kìa. Dạ. Ở đây là ghe, mấy ghe này là người ta bán gì cô kia? À, khóm với dưa hấu rồi nè. À, có khóm. Dạ. Mình lên bờ mình mới nhìn thấy rõ được. Dạ. Lên bờ thì mới nhìn thấy rõ được. Thôi mà hôm nay chỉ quay sơ sơ bên dưới được rồi. Dạ khỏi cô Kim ơi. Dạ. Đó, ở đây là những cái ghe khóm nhiều lắm nè cô chú. Dạ. Ở đây chị làm cá. Đang làm cơm hả chị? Dạ. Ghe mình bán gì chị? Khóm hả? Lên bờ hết rồi ha. Ở đây có những cái ghe dưa hấu nè cô chú. Chích chích vô đây xíu cô Kim. Đó, những cái ghe khóm trên này nè các bạn. Đó. Đây, ở đây có cái ghe dưa hấu không hạt nè cô chú. Ở đây mắc lục bình rồi cho nên là không có vô tới được nữa. Mấy cái giỏ này là bà con đi bán ở trên sông trong mấy cái kênh đó hả cô? Ở đây là bà con đi bán trên kênh đó hả cô? Dạ. Đây nè cô chú. À, ở đây người ta cũng đang nhập hàng xuống giỏ rồi nè. Cái này nhập hàng về bán cái gì anh? Bán anh. Dạ. Đó. Đây có chiếc ghe này không mà nó nổi lên mặt nước mà ghe này khá là lớn. Đó, bây giờ cái cô bán bánh mì cổ bơi tới chỗ này để bán rồi nè cô chú. Đó, bây giờ mình sẽ nhờ cô Kim chở mình về nha, quay một khúc xong cảnh bán chợ nổi cho cô chú xem. Cô Kim nói ngày xưa ở đây là cái kho Đan Mạch, người ta chợ chứa lúa gạo hả cô? Dạ, mà bây giờ sau này công ty nó trả lại. Dạ. Dạ, bây giờ bên đây là thành chợ đầu mối luôn rồi. Xong cái chợ nổi bây giờ chạy qua đây luôn.
không mình về cô Kim ơi. Dạ. 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 Vậy là từ lúc mà cái mấy ghe qua đây thì mới thành lập chợ đầu mối hả cô? À. Bây giờ mới lên đây là mới thành lập chợ đầu mối thôi. Dạ dạ. Hồi xưa là không có. Dạ, là người xưa vừa bán sỉ lẻ là trên chợ nổi luôn. Ừ, đó. Lẻ trên chợ nổi luôn. Còn cái này là hồi Covid tới giờ đó. Dạ. Từ một Covid tới giờ thì chợ nổi về qua đây. Bây giờ không chịu xuống bờ luôn. Dạ khỏi đi coi, mình về luôn đi. Mình đó hết ghe rồi mình qua chi nữa. Mình đó hết ghe rồi. Dạ, khỏi đi, chừng nào chợ nổi chở xuống thì con quay lại. Cô vừa đưa đò vừa lượm mấy chai nhựa nè. Cô nói một ngày kiếm khoảng chừng 70-80 ngàn à. Sống con mình. Tiền đò của con là bao nhiêu cô? Thôi cô cho cô nhiêu cho à cô. Dạ. Hồi sáng giờ cô hồi sáng giờ cô đưa được 40-50 ngàn à. Từ sáng mấy giờ là cô ra đây? Cô ra là 6 giờ. Dạ, 6 giờ, bây giờ là hơn 10 giờ. Cô chú cô được có 40-50. Dạ. 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 Con vậy con gửi cho cô tiền đò 50 ngàn nha. Dạ. Với cái này là con gửi thay cho chú Đức gửi tặng cho cô 200. Hả? Dạ, chú Đức ở Mỹ. Gửi tiếp cho cô trong cuộc sống 200 ngàn nha. Vậy cô cảm ơn chú Đức luôn nha, cảm ơn con luôn nha. Dạ dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Cô chú anh chị các bạn thân mến, hôm nay khi mà về chợ Ngã Năm á thì em cũng dành một phần tiền của chú Lê Hữu Đức ở Mỹ để chia sẻ cho bà con ở chợ Ngã Năm. Hôm nay đợt trước em còn tạm giữ số tiền của chú Lê Hữu Đức là 4.650.000. Hôm nay em dùng hết là 1.200.000, tổng hết là 1.200.000 ha, gửi tặng cho bà con ở đây cũng như là cô Kim. Thì hiện tại bây giờ số tiền em còn tạm giữ là 3.450.000. Tổng quy đô trước là em còn giữ là 4.650.000. Hôm nay em sử dụng hết 1.200.000 thì còn tạm giữ lại là 3.450.000 nha cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì em xin phép kết thúc video tại đây luôn. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đặc biệt là cảm ơn chú Đức đã chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn của người Việt Nam mình ở những cái chợ mà khi mà em chia sẻ đi gặp và có duyên. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn mà yêu quý kênh thì vui lòng cho em một like nha, bình luận và đăng ký kênh để làm động lực em chia sẻ nhiều video hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Sao cô Kim? Con nói là con thấy cái gì nãy. Con nói là con cái gì nãy. Cái kênh YouTube á hả? Ừ. Kênh YouTube của con là ống kính đó đây. Ống kính đó đây. Ống kính đó đây. Mà cô Kim có coi YouTube không? Có. Có hả? Có. Dạ. Vậy cô kêu mấy đứa em cô mở. À dạ. Rồi. Vậy con. Bốn kính đó đây ạ. À? Ống kính cô. Ống kính. Dạ. Bên đó chị đó cũng đưa đò nữa kìa. Con tên vậy, con tên Quân. Dạ. Để ống kính đó đây là Tân Quân là biết hả? Dạ dạ. Vậy là cái chị đó cũng đưa đò hả cô? Không, chị đó đưa con đi học. Đưa con mà chị có cái đò hả? Chỉ có ghe nhà chỉ đưa con. Dạ dạ. Rồi chúc con đi lo lắng. Dạ dạ, chào cô.